Viên kim cương đắt nhất thế giới đã vừa được xác lập. Viên kim cương hình trái tim lớn nhất thế giới là Legendre đã tìm được chủ nhân, đồng thời trở thành viên kim cương hình tim đắt nhất thế giới. Nặng 92 carat, đính trên mặt của một dây chuyền ngọc trai tự nhiên. Giá chót để được sở hữu báu vật hoàn mỹ này là 15 triệu đô la Mỹ. Đây cũng chính là kỷ lục đấu giá mới của dòng kim cương hình tim. La Legendre là món hàng nổi bật nhất trong số 250 trang sức được trưng bày trong sự kiện đấu giá được tổ chức vào ngày hôm qua.